tổng hợp quá trình từ giai đoạn thi công thô tới hoàn thiện và bàn giao biệt thự tại tỉnh Bình Dương. Một, thi công móng. Hai, đổ bê tông móng. Ba, lắp dựng cốp và sàn tầng 1. Bốn, đổ bê tông sàn tầng 1. Năm, lắp dựng cốp và sàn tầng 2. Sáu, đổ bê tông sàn tầng 2. Bảy, lắp dựng cốp và mái. Tám, đổ bê tông sàn mái. Chín, gia công nội thất gỗ. 10, lắp đặt nội thất gỗ. 11, thi công ốp đá và tường rào. 12, thi công mở rộng sân vườn. Và cuối cùng hoàn thiện và bàn giao cho chủ đầu tư.